Một mẫu xe máy điện thời thượng, sang trọng, Milano EV vừa ra mắt trong mùa thu năm 2024 đến từ nhà Saki. Giờ thì hãy cùng xe Lan Anh tìm hiểu cách sử dụng của chiếc xe này nhé. Đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng của chiếc chìa khóa cơ này nhé. Để mở khóa, ta cắm chìa vào ổ, xoay cùng chiều kim đồng hồ là đã có thể mở khóa được rồi. Chìa khóa được cải tiến đặc biệt tiện lợi đến từ nhà Saki, thẻ từ NFC mở khóa chỉ sau một lần chạm. Chúng ta cùng quay trở lại và đi sâu vào các tính năng tiện ích được tích hợp bên trong chiếc ổ khóa cơ này nhé. Đầu tiên là mở cốp xe, ta chỉ việc cắm chìa vào ổ, xoay ngược chiều kim đồng hồ là đã có thể mở ra một chiếc cốp siêu rộng, tha hồ chứa đồ như thế này. Và trong đây cũng chính là những phần quà bạn sẽ nhận được khi mua xe tại xe Lan Anh, gồm một mũ bảo hiểm, một áo mưa cùng những ưu đãi đặc biệt khác. Tiếp theo là tính năng khóa cổ xe. Để khóa cổ xe, ta xoay nhẹ đầu về phía bên tay trái, cắm chìa vào ổ, nhấn mạnh và vặn ngược chiều kim đồng hồ là đã có thể khóa vô cùng chắc chắn rồi. Bên cạnh chiếc ổ khóa sẽ là một chiếc móc treo đồ tiện lợi và một chiếc cốp siêu tiện ích giúp bạn để những vật dụng nhỏ như ví tiền hay là vé xe. Khi bật chìa khóa lên, bạn sẽ không thể đi được ngay bởi nhà Saki đã trang bị một nút tính năng vô cùng an toàn và tiện ích như thế này. Ta chỉ cần bấm nút B ở đây, màn hình sẽ chuyển sang màu xanh là bạn đã có thể viết xe đi như bình thường nhé. Là một chức năng vô cùng hữu ích và an toàn cho các gia đình có trẻ nhỏ, tránh tình trạng viết ga lao đi vô cùng nguy hiểm. Bên tay phải của mình đây là nút điều chỉnh tốc độ, sẽ có 3 mức phù hợp cho nhu cầu di chuyển của mỗi người, nhanh dần từ 1 đến 3. Phía bên dưới sẽ là nút bật tắt đèn ban ngày, ban đêm. Phía bên tay trái của mình đây sẽ là nút pha cốt của đèn. Phía bên dưới sẽ là nút xi nhan trái, phải và dưới nữa sẽ là nút còi. Các tính năng trên khi sử dụng sẽ được hiển thị ngay trên màn hình. Ở giữa trung tâm sẽ là vận tốc di chuyển của bạn, phía bên phải sẽ là số km đã đi, phía bên trái là mức tốc độ và phía dưới sẽ là mức pin. Xe được trang bị tính năng chống trộm tự động, mất khoảng 1 đến 2 phút tính năng này sẽ được kích hoạt và khi có người dắt xe đi sẽ phát ra âm thanh báo hiệu, mở bánh sau vô cùng chắc chắn và an toàn. Và nếu như bạn thực sự thích thú với mẫu xe điện kiểu dáng Vespa sang trọng lại nhiều tính năng tiện ích như thế này, vậy còn chần chờ gì nữa mà chưa đến ngay xe Lan Anh để riêng em nó về ngay nhé.